Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các sở ngành địa phương liên quan về tình hình triển khai thực hiện đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh có 186 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thuê môi trường rừng. Trong đó, Vườn Quốc gia Côn Đảo có 23 doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký thuê 20 địa điểm cho thuê môi trường rừng. Đến nay đã có 6 dự án được chấp thuận chủ trương hoặc phương án đầu tư. Trong đó, 3 dự án đã ký hợp đồng thuê môi trường rừng. Tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu có 85 hồ sơ dự án thuê môi trường rừng. Trong đó có 9 dự án đã ký hợp đồng thuê môi trường rừng. 76 dự án đang thực hiện khảo sát, lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng. Khu vực rừng phòng hộ có 78 hồ sơ dự án du lịch sinh thái, trong đó có một dự án thuê rừng đầu tư dự án du lịch sinh thái, một dự án đã ký hợp đồng thuê môi trường rừng và 76 dự án đang thực hiện khảo sát, lập và hoàn thiện hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng. Qua rà soát đánh giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận thấy đa số đều chưa đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn, chưa phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng phát triển du lịch sinh thái của tỉnh. Ngoài ra, quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156 năm 2018 của Chính phủ. Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành và các địa phương liên quan, rà soát, đánh giá lại thực trạng, tình hình triển khai thực hiện đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, tham mưu tỉnh điều chỉnh, bổ sung đề án phù hợp với quy định của pháp luật.